sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Đình Trinh kính mời quý vị lắng nghe lời Chúa và suy niệm lời Chúa ngày hôm nay qua hướng dẫn của Linh Mục Phêrô Trần Ngọc Đức. Kính chúc quý vị một buổi suy niệm sốt sắng và an bình trong Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúc tin mừng theo Thánh Marco. Vào ngày Sa-bát, Đức Giê-xu đi băng qua cánh đồng lúa. Dọc đường, các môn đệ bắt đầu bứt lúa. Người Pha-ri-sêu liền nói với Đức Giê-xu: "Ông coi, ngày Sa-bát mà họ làm gì kia? Điều ấy đâu được phép." Người đáp: "Các ông chưa bao giờ đọc trong sách sao? Ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ bị thiếu thốn và đói bụng? Dưới thời thượng tế Abiatha, ông vào nhà Thiên Chúa ăn bánh tiếng, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa. Thứ bánh này không ai được phép ăn ngoại trừ tư tế." Người nói tiếp: "Ngày Sa-bát được tạo ra cho loài người, chứ không phải loài người cho ngày Sa-bát. Bởi đó, con người làm chủ luôn cả ngày Sa-bát." Kính thưa quý ông bà, anh chị em, đoạn tin mừng mà chúng ta vừa nghe từ con người viết hoa là một danh xưng của Đức Kitô. Chúng ta hãy cùng suy niệm về danh xưng này từ Cựu Ước đến Tân Ước, để rồi cùng nhau sống ngày Sa-bát, hay nói cách khác là giữ ngày Chủ Nhật sao cho xứng hợp với đức tin Công giáo của chúng ta. Ý nghĩa của từ con người viết hoa được khởi đi từ chính Adam, là con người đầu tiên, con người được dựng nên bởi chính hình ảnh của Thiên Chúa và chưa hề mang tội lỗi. Các bản văn Cựu Ước đầu tiên nói đến danh xưng con người nhằm diễn tả chính nguồn gốc cao cả của con người là được dựng nên bởi chính hình ảnh của Thiên Chúa trước khi tổ tông Adam Eva phạm tội nguyên tổ và sự dữ xâm nhập vào thế gian. Vì thế, nhiều sách Cựu Ước sử dụng danh xưng này nhằm nói đến con người nguyên tuyền trước khi phạm tội. Dần dà sau này, văn chương Cựu Ước trong giai đoạn phát triển hướng đến niềm hy vọng cứu độ đã sử dụng danh xưng này để diễn tả sự xuất hiện của đấng Messiah, tức là đấng Kitô. Câu cuối cùng của đoạn tin mừng nói cho chúng ta biết rằng con người làm chủ ngày Sa-bát, và trong văn hóa Công giáo chúng ta có thể hiểu là con người làm chủ ngày Chủ Nhật. Ngày Chủ Nhật chính là ngày của Chúa, ngày mà chúng ta trở về với bản chất nguyên tuyền của con người chúng ta, là con cái Thiên Chúa được dựng nên trong sự thiện, yêu thương và cho sự thiện. Ngày Chủ Nhật không phải là ngày để chu toàn bổn phận của người Công giáo, người Kitô hữu là tham dự thánh lễ hay cử hành phụng vụ, nhưng đúng hơn, qua bổn phận đó, chúng ta trở về với chính mình, tái ý thức giá trị và phẩm vị cao cả của mình trước mặt Chúa. Khi chúng ta đặt chính con người làm chủ ngày Chủ Nhật, chúng ta được mời gọi để chính nhân vị con người làm chủ mọi hoạt động của mình, tái định hướng cho mọi tương quan với tha nhân. Đôi khi, thay vì làm chủ chính cuộc đời mình, chúng ta đã để cho những lo lắng nhỏ nhặt, tầm thường, những ưu tư, kế hoạch dìm chúng ta vào biển đời, để rồi nhân vị của bản thân bị dìm vào trong những tính toán, sợ hãi, áp lực của biển đời ấy. Thậm chí, nhân vị bị chết chìm trong những ưu tư trần thế. Khi chúng ta để cho Đức Kitô, con người thật và là Thiên Chúa thật, làm chủ ngày Chủ Nhật, chúng ta biết hướng cuộc đời mình lên những giá trị cao thượng của nhân linh để gặp gỡ người khác
như một nhân vị cao cả giống mình, hơn là chỉ gặp gỡ một đối tượng để thỏa mãn cho những mong muốn, nhu cầu của mình trong công việc, trong ưu tư, trong định hướng, trong kế hoạch. Khi để cho Đức Kitô là con người làm chủ ngày Chủ nhật, chúng ta biết lưu ý đến việc tiếp chạm và trân trọng từng người hơn là quá tập trung, chú ý để cho những chương trình, kế hoạch của bản thân được thực hiện đúng lộ trình. Có như thế, tương quan giữa người với người mới thực sự trở về với ý nghĩa vốn có của nó, là để chính Đức Kitô trong tôi gặp gỡ chính Đức Kitô trong tha nhân. Thứ đến, khi chúng ta để cho chính Đức Kitô làm chủ ngày Chủ nhật, chúng ta được mời gọi để thánh hóa chính đời sống của mình, hầu tái ý thức và sống sâu xa căn tính thiêng liêng của con người đã được cứu độ bởi chính Đức Chúa, đóng mặc lấy xác phàm và ở giữa chúng ta. Mỗi khía cạnh đời sống của chúng ta đều mang đến cho tâm hồn những ai biết sống trọn vẹn sự linh thánh của cuộc đời, những cơ hội để nên thánh, để trở nên con cái của Thiên Chúa. Thánh hóa cuộc đời của chúng ta khi đó mang ý nghĩa sâu xa là chính chúng ta gặp được Chúa trong từng trạng huống của cuộc đời, và mỗi hành vi lời nói của chính tôi được thấm đậm ý thức thánh thiêng rằng tôi đang ở trong một cuộc đối thoại thân tình với chính Chúa, và nhờ đó tôi ở lại trong sự hiện diện của Ngài luôn mãi. Ước chi mỗi người chúng ta biết để cho Đức Kitô làm chủ ngày Chủ nhật của mỗi người chúng ta. Ngõ hầu chúng ta có thể sống và tương quan với tha nhân trong ý thức thiêng liêng rằng không phải là tôi sống, mà là chính Đức Kitô đang sống trong tôi cho sự thiện hảo của anh chị em quanh tôi. Lạy Chúa, con người làm chủ luôn cả ngày Sa-bát là chính là lời của Chúa khẳng định với chúng con. Xin Chúa cho chúng con biết để cho chính Đức Kitô là con người làm chủ ngày Chủ nhật của mỗi chúng con, để chúng con trở về tái ý thức tương quan thiêng liêng của mỗi người chúng con với Chúa, và tương quan nhân linh của mỗi người chúng con với anh chị em chung quanh mình. Ngõ hầu mỗi giây phút của đời sống chúng con được thánh hóa và trở nên sự hiệp thông tuyệt đối với Ngài. Amen. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Jesus Kitô.